sẽ đang đưa quý vị và các bạn tới một nơi cách Hà Nội khoảng chừng 80 km, và hứa hẹn đây sẽ là một nơi nghỉ dưỡng cực kỳ lý tưởng. Đây chính là thiên đường nghỉ dưỡng của chúng ta, Tam Đảo Belvedere Resort. Belvedere Resort nằm giữa thung lũng Tam Đảo với bốn mùa mây trắng, trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Đây chính là căn phòng mà Lisa sẽ nghỉ ngơi đấy. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân Lisa đi xem căn phòng như thế nào nhé. Với chiếc giường êm ái như thế này, chắc chắn Lisa sẽ có giấc ngủ thật là ngon. Với khí hậu 4 mùa trong một ngày, Tam Đảo được ví giống như một Đà Lạt của miền Bắc. Mỗi khi đến một nơi nào đó mới lạ, Lisa thích tự được một mình đi khám phá. Resort Belvedere còn có cả một khu vui chơi dành cho trẻ em. Vậy nên là gia đình nào mà có trẻ nhỏ nhưng vẫn muốn được đi nghỉ dưỡng thì hãy đến Belvedere nhé. Lisa đang tìm đường ra vườn Susu. Lisa phải đi qua một cái cầu treo. Có lẽ đây là cái cầu treo rất là đặc trưng của Belvedere Resort. Chào anh chị ạ, đây có phải là vườn su su của resort không anh? Vâng, đúng rồi. Cái đất ở đây mà trồng được su su đấy ạ. Đất ở đây rất là phù hợp với cây su su. Chị có thể hướng dẫn em trồng được không? Cũng được. Em rất là thích. Khi mà tôi nhìn trên TV, tôi thấy những người nông dân họ cày, họ cuốc ruộng ấy. Tôi cứ nghĩ là rất là đơn giản, nhưng mà thực ra cầm cái cuốc rất là nặng. Cho tôi thì này chắc là tôi không thể rồi. Xong rồi đặt quả xuống ạ. Cái này thì khoảng bao nhiêu lâu có thể thu hoạch được ạ? 2 tháng sau. Bây giờ em tưới, em bảo nó khoảng 1 tháng rưỡi thôi nó phải lên rồi, để cho em còn lên thu hoạch. 2 tháng đợi lâu lắm. Các bạn thân mến, chị có nói với Lisa rằng là su su Lisa trồng thì phải 2 tháng sau mới thu hoạch được. Và bây giờ Lisa thì lại muốn ăn rồi. Nhưng mà ở trong vườn này thì lại có rất là nhiều ngọn su su đã đến cái lúc phải thu hoạch rồi. Lisa cùng chị đây để đi thu hoạch su su. Có một điều rất thú vị là khi đến đây, quý khách không những chỉ được trực tiếp thu hoạch su su mà còn được tự tay chế biến những món ăn cùng với đầu bếp của nhà hàng. Và đây chính là đầu bếp trưởng Toàn Thắng. Ngày hôm nay anh ấy sẽ giúp Lisa chế biến những món ăn từ su su. Su su thì là một loại rau rất là dễ ăn. Ở bên Vũ Điên thì anh Thắng có thể chế biến được hơn 10 món rau từ su su này. Wow. Hôm nay anh Thắng sẽ hướng dẫn Lisa làm 2 món. Đó là món nộm ngọn su su với thịt bò nướng và món súp kem su su với thịt nguội. Lisa rất là thắc mắc bởi vì không biết là cái ngọn su su ở Tam Đảo thì có cái gì khác so với lại su su ở những nơi khác không ạ? Khí hậu Tam Đảo rất là mát và nhiệt độ thấp, nên ra cái rau su su phát triển rất là tốt và mềm. Với sự giúp đỡ của đầu bếp trưởng Toàn Thắng thì chúng tôi đã ra 2 món, đó là món súp kem su su và nộm ngọn su su. Đây chính là thành phẩm của Lisa và anh đây. Chỉ một thời gian rất ngắn nữa là Lisa phải tạm biệt khu thiên đường nghỉ dưỡng này. Lisa đã có những khoảng thời gian trải nghiệm thật thú vị ở đây và được quen với rất nhiều người bạn mới thân thiện. Chỉ sau 2 tháng nữa thôi, khi khu vườn nhỏ su su của Lisa có quả, chắc chắn là lúc Lisa sẽ quay lại nơi này.